để sử dụng két sắt Mofa các cái dòng model ZI, các bạn làm theo những bước sau. Bước 1 là mở két sắt bằng chìa khóa. Bạn chở cái lắp ra này, cắm chìa khóa vào này, xoay sang bên phải, sau đó ấn vào cái góc bên này, đó, bật ra này, cắm chìa khóa phụ vào và xoay sang bên trái, sau đó xoay tay cầm để mở két. Bước 2 là mình thay pin cho két sắt, mình sẽ chở cái lắp ra này. Ở đây mình đã thay sắt 4 viên pin rồi. Bước 3 là cài đặt vân tay, mình sẽ ấn nhả vào nút reset. Mình sẽ nhập cái password admin là 123456. Thăng. Sau đó mình chọn 2 để thêm vân tay. Để vân tay sáng lên, mình sẽ chạm vân tay 4 lần. 1, 2, 3, 4. Nó sẽ chuyển sang đèn xanh lá cây là mình cài thành công. Tiếp tục như vậy, mình sẽ chọn 2 để thêm vân tay khác. 1, 2, 3, 4. Bước 3 là mình chọn 1 để cài mã số điện tử. Mình sẽ chọn 1. Mình sẽ nhập password mới vào. Ví dụ mình nhập là 4/7. Ấn thăng. Mình nhập lại. Nó hiện chữ OK là mình đã cài mật khẩu thành công. Bước 3 là mình chọn chế độ mở. Nếu mình chọn 5 mà mình chọn 1 là mở song song, còn mình chọn 2 là mở kết hợp, thì ở đây mình sẽ chọn 1 để mình mở chế độ là mở độc lập. Còn nếu các bạn muốn xóa toàn bộ vân tay đi, mình sẽ chọn 3, mình sẽ không xóa. Còn bạn muốn thay đổi mật khẩu setup thì bạn sẽ chọn 4. Mình sẽ chọn password mới, mình sẽ chọn là 4 số 9. Ấn thăng. Ok thì mình nhập lại. Ấn OK lên là mình đã thay đổi cái mật khẩu setup thành công. Tiếp theo mình sẽ chọn sao để thoát toàn bộ chương trình cài đặt. Bước 4 là mình tiến hành mở thử. Mình sẽ chạm vào bàn phím cảm ứng. Mình sẽ nhập mật khẩu. Ấn OK hiện lên, mình mở được bằng mật khẩu rồi. Mình sẽ thử mở bằng cái mật khẩu thứ hai. Mình cũng quyền vào bàn phím, ấn 4 số 9. Ấn thăng. OK, là mình cũng mở được mật khẩu. Tiếp theo mình sẽ thử mở bằng vân tay. Cái đây là cái ngón mình vừa cài, mình sẽ chạm vào. Đèn xanh lá cây hiện lên là mình có thể vặn mở được cái sắt bình thường. Nếu bạn muốn xóa toàn bộ vân tay và mã số điện tử về trạng thái của nhà sản xuất, mình sẽ ấn giữ phím đỏ khoảng 3 giây. Cái đèn bảng điều khiển sẽ sáng và hiện chữ OK là toàn bộ vân tay và mã số sẽ bị xóa. Và sau đây là một số lưu ý trong quá trình sử dụng. Thì két sắt thì có hai bộ chìa khóa chính, hai bộ chìa khóa khẩn cấp và một hộp tiếp viên dự phòng. Thì toàn bộ các cái chìa khóa và hộp pin này các bạn phải để bên ngoài của két sắt. Việc thứ hai rất là quan trọng là khi mua két sắt về thì các bạn phải thay đổi mật khẩu của két sắt theo mật khẩu của mình, và tránh mật khẩu là ngày tháng năm sinh và các cái mật khẩu dễ đoán. Và đặc biệt là các bạn phải thêm vân tay của bạn để cho két sắt được bảo mật và an toàn. Và cuối cùng, nếu các bạn muốn két sắt của bạn được sử dụng được bền và ổn định thì các bạn phải thay pin, và nhớ là phải thay pin được tốt và khoảng 6 tháng thì sẽ bị đổi mật để cho cái bộ mạch của nó được bền và ổn định. Được rồi, Phương đã hướng dẫn cho bạn cách cài đặt vân tay, cài mã số, rồi là cách mở két sắt, rồi là cách reset két sắt về trạng thái mặc định. Và nếu các bạn có câu hỏi thì hãy comment phía dưới, mình sẵn sàng trả lời câu hỏi của bạn. Xin cảm ơn. Siêu đẹp luôn.